Em Tuyển Huy Nam Bắc Ninh xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, anh chị có thấy đây là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động, bản 1.24AT, màu xanh da trời. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của i10 thời điểm giữa tháng 5 2023. Những cái màu xe i10 mà em sẵn giao cho anh chị là những cái màu, đó là màu trắng, màu đỏ, màu xanh và màu vàng cát, đại loại là đủ các màu giao cho anh chị. i10 như anh chị đã biết đó là một chiếc xe trong khúc xe hạng A bán chạy nhất và có kích thước tốt nhất, và với số lượng xe khách hàng sử dụng nhiều nhất thì i10 được khẳng định thương hiệu từ 2014-2015 tại thị trường Việt Nam, đó là những cái chiếc xe nhập khẩu từ Ấn Độ. Và hiện tại i10 phiên bản này là i10 All New được ra mắt từ cuối năm 2021. Thì qua các tháng khoảng gần 2 năm rồi thì i10 lúc nào cũng là những chiếc xe bán chạy nhất phân khúc xe A và luôn đạt top 10 trong chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam qua các tháng. Thì giá của i10, giá niêm yết của chiếc xe này đó là 435 triệu. Hiện tại chính sách giá của hãng, của đại lý hỗ trợ cho khách hàng đang được giảm giá khoảng gần 30 triệu. Đó, bên em đang bán với mức giá khoảng 407 đến 408 triệu. Và phụ kiện tặng kèm cho quý khách hàng đó là phim cách nhiệt, trải sàn da và bọc vô lăng. Phim thì được dán cho anh chị, nó tất cả kính là phim 3M của Mỹ, bên em bảo hành 10 năm. Với khách hàng mua trả thẳng thì thời điểm tháng 5 này đến cuối tháng 5 thì bên em sẽ tặng cho quý hàng đó là 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Đối với những khách hàng mua trả góp thì quý khách sẽ được hỗ trợ lãi suất khi mà chọn vay ở những ngân hàng như là Vietcombank và VIB. Về mức lãi suất trả góp thì bên em vẫn hỗ trợ cho khách hàng đó là tối đa 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa đó là 8 năm. Với mức giá bán là khoảng 406 đến 408 triệu thì mức giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cho quý hàng đó là rơi vào tầm độ khoảng chưa đến khoảng 455 triệu đó cho quý hàng. Về đến phần nội thất của xe thì xe được trang bị với hai tông màu, đó là màu đen và màu trần, đó là màu xám sáng, thì tạo cho anh chị cái không gian nội thất hài hòa. Có pha chỉ đỏ này thì giúp chiếc xe có phần thể thao và nội thất như này rất là sạch sẽ và sang trọng. Đó, điểm nhấn thì là trên chiếc quạt gió này, nó đã được thiết kế tròn và có viền chỉ đỏ. Trên chiếc vô lăng bọc da 4 chấu thì được tích hợp những công nghệ như là đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, có ga tự động cruise control. Và chiếc màn hình sau vô lăng này cũng được thay đổi hoàn toàn từ màn hình analog sang màn hình LCD. Và chiếc màn hình giải trí trung tâm này của xe thì được trang bị đó là kích thước 8 inch, được tích hợp những công nghệ như là Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth và có Google Maps tích hợp do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Đó, cần số thì cũng được bọc da và điều hòa của xe thì vẫn là điều hòa chỉnh cơ. Về phần đèn nổ thì sẽ được trang bị đèn nổ start stop. Ghế thì đã được bọc hoàn toàn là ghế da. Đến phần hàng ghế phía sau thì i10 như em đã nói là một chiếc xe có kích thước tốt nhất phân khúc, cho nên hàng ghế sau của xe cũng rộng nhất phân khúc, với cửa gió điều hòa được trang bị kèm cổng sạc USB tích hợp thì giúp anh chị được làm mát nhanh hơn và có hỗ trợ sạc cho hàng ghế phía sau được những cái thiết bị điện tử, anh chị có thể giải trí tốt hơn, độ ngả lưng ghế cũng tốt. Đó, những công nghệ nổi bật của i10 thì em có thể kể đến cho anh chị, đó là cảm biến Absolute,
được trang bị. Thì cảm biến áp suất lốp này thì được trang bị hiển thị, không hiển thị là mức áp suất bao nhiêu, nhưng mà khi mà lốp lon thì sẽ hiển thị đèn cảnh báo ở trên cái màn hình LCD này. Đó, cửa gió điều hòa ghế phía sau, đèn nổ start top cũng như là tay nắm cửa mạ chrome tích hợp nút bấm. Đó, xe thì cũng được trang bị cam lùi cũng như là có cảm biến lùi. Anh chị quan tâm đến Hyundai i10 thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để ở trên màn hình. Em Tuyển Hyundai Bắc Ninh xin cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.